chịu an toàn với con rồi. Nhà báo luôn nha. Dạ. Giá nó báo luôn nha. Dạ, báo luôn. Rồi xe cộ rồi ai ai quản xe cộ? Chú Thanh. Chú Thanh sáng vô rồi rồi xe về xe về công nhân vô rồi bỏ cổng hả? Ừ. Mai sáng chú chạy lên sớm. Công ty mình nó tới 7 giờ mấy làm gì? Nhưng mà tầm 7 giờ chú có mặt đây. Vô hết làm đi vô cho khuôn khổ mình bữa. Bữa là nó xong rồi là tới là qua Tết mình cứ vậy mà làm. Ý là công ty cũ á là ít người. Thứ nhất với lại cái ở đó nó là công ty thuê. Còn cái này là mình sẽ quản lý luôn. Cho nên là nó phải nó thiệt khác với nó chứ không phải là bên đó về làm sao mình phải làm vậy là nó đâu có phải đâu. Có giấy xe hết rồi. Bữa tám mà chị đứng đông cho chị sắp xếp xe vô rồi bởi tôi sắp xếp xe vô rồi hỏi có một chuyện kiếm đó bởi vì thành nước cự tôi nó xe cho để sát vô á chạy xe sắp xe đó mẹ thì có nhiều công nhân nhiều con nhiều cha ổn mình làm thì nó sẽ ghét mình mọi người không làm không được ngán đảng vậy. Thì bây giờ vô á có thông báo nè kêu nó đọc trước đi để mai mốt mình dễ nói chuyện chứ để vô cái không nói nó mày phải để đây nó sẽ kiếm chuyện với mấy chú hết trơn bao nhiêu hết hả còn hả cái này là ký rồi đúng không hay là ký rồi cái này ký rồi còn ký chưa đâu biết đâu rồi vậy cái này để còn này cái này đi chưa kè là phải mấy ngày là phải vô rồi đó. Hú đâu? Đấy đó. Ai biết tự động nó hú à? Công ty mới mà có chịu đó, nó bị lỗi. Bị lỗi chạm vậy đó. Cái này chưa dùng tới không? Chưa. Có đây nè, đây có cuốn nè. Nhớ. Chiều nay trường hợp chuẩn bị không nhắn ra ca đó không biết có tăng ca hay không hay là bữa nay hoặc ngày mai là chiều ngày mai là phải không hết rồi nhân nghĩ luôn rồi dẹp dọn ra cái nào có cái thùng nó sẽ bị nào dẹp cái nào không đây tôi sắp là dẹp hết
không để nữa, em nói với anh vậy đó. Dạ, các mẹ đi, những cái nào mà coi như là cái này liên quan tới phòng bảo vệ mình để lại quá là dạ thông tin này dạ hết đi. Tại vì ở dưới rồi bây giờ là nói chung công việc các thị dưới nó vẫn còn vậy, chỉ có mấy anh chỉ còn bốn mình thôi mà ông Quyết á không không có điện thoại lên nhân phòng được đó. Ví dụ như có chứng từ của đơn khách hàng gì tới, tại vì bởi bây giờ các còn khách hàng mà đó rồi không không điện được, cho nên em phải chạy tới chạy luôn, chứ không phải về một chỗ cho nó yên xong cái đầu chắc không mà chạy tới luôn, còn hai ông sáng công ty làm gì dưới bữa nay em ở dưới nè, nặng lấy ba cái quà của công ty mình lên nè, mì nước ngọt anh chia ra đâu ai rồi chia quanh công trình rồi còn như đang bên đây. Trước khi em nói anh em là bây giờ nó cũng vậy lắm, tại vì lúc 7 giờ luôn là trong phòng cơ hàng phát đúng chưa, thì bây giờ nó là giờ không nhân vô mình cũng có thể hoạt động cũng được đó, thì là đó thì là không thấy gì nè em nói anh, nếu mà đã làm xong rồi đã làm mà nhường nhuyễn rồi thì anh là không cần phải gì đó luôn. Lý do tại sao chưa ở đây nè, cái kia đây là mình đi lấy xe hỏi có mở cửa nhỏ cho vừa cho vô thôi là đó, mình vô cái xe mất cái xe là phải vô nó bảo vệ để người ta để bảo vệ làm bạn đó, rồi giải quyết cho xe này đó, rồi mình cách bán được thì để sau này là không mất đâu, mà có gì mình chịu nó anh, có khi nó có khi mình trang lấy hai lần nữa nó phải cái tình trạng đó. Cái hồ sao này một hô và theo một hô kia thì mình sẽ chấp nhận, còn nếu mà sau này nữa mà nó có thể kinh doanh nữa phát sinh ngành nghề bảo bây giờ cái chỗ để xe nhỏ một gần nhà có nên cho nó quá nhiều quá thì nó số xe đây 87L2977 2977 hả? 17 17 số R1 51 gì? Số R gì? R gì? Xe hả? Số R1 46 cái gì 46 51 R phải không? Số R 51 R30 rồi chung mình đi về cái số công CTTU nè 400 mấy 1112 tôi mong là bạn không có gì 98 á tên tài xế bên. Chung mình 1835 4288 thế ấy. Cái keo thì xin mấy cái sản này đập đi cái sản này thì mấy cái gì đi mấy người ghé một người phải không ghé một người